Sáng 5 tháng 8, tại trụ sở Công an thị xã, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã khen thưởng đột xuất cho Công an thị xã Đông Triều vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Mạo Khê, bắt 12 đối tượng. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã khen thưởng đột xuất Công an thị xã Đông Triều với số tiền 10 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo thị xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ, cương quyết chấn áp tội phạm của các cán bộ chiến sĩ Công an thị xã. Trước đó, vào hồi 0 giờ 45 phút ngày 28 tháng 7 năm 2019, Công an thị xã thành lập 5 tổ công tác, huy động 80 cán bộ chiến sĩ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Zoom KTV, khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, do Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1996, trú tại tổ 3, khu 4B, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, quản lý điều hành, phát hiện tại 4 phòng hát có 53 người là khách và nhân viên có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại hiện trường thu nhiều tăng vật liên quan. Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thị xã đang tập trung điều tra mở rộng án để xử lý theo quy định.